Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Địa chỉ An Lão Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Em Khả Năng lên sóng báo giá cho mọi người mẫu xe tàu nhập khẩu từ Đài Loan về, mà nó rất là rẻ, hàng nội địa của Đài Loan các bác nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc mà rất là rẻ luôn. Số tự động, động cơ 1.4 số tự động, nhập khẩu từ Đài Loan. Chiếc xe Tuvi MK đời 2010 các bác nhé. Nhập Đài Loan. Chiếc này nó có đời 2010 và được trang bị túi khí vành ABS, số tự động, động cơ 1.4, màn nước sơn màu đen. Xe nhỏ gọn, luồn nách, tiết kiệm nhiên liệu. Và giá rất là rẻ, 120 triệu các bác nhé. Cực kỳ rẻ trong mùa dịch này cho bà con các bác lựa chọn làm xe gia đình, tránh nắng tránh mưa, điều hòa mát, nội thất đẹp, rất phù hợp cho chị em phụ nữ mà đang mới học lái xong mà chưa có xe nào mà cái cửa tiền hơn 100 triệu mà đẹp mà gọn gàng như này. Thì đây là một mẫu xe rất là phù hợp cho chị em phụ nữ hoặc là anh em nào gia đình nhỏ muốn trải nghiệm một chiếc ô tô và điều hòa mát, sạch sẽ, không đâm đụng, không va chạm, rồi không taxi dịch vụ gì cả, xe đẹp. Hàng này thì hàng Đài Loan nên là đồ đạc phụ tùng cũng rất là dễ anh em nhé. Đồ ở trên Hà Nội hoặc những cái chợ lớn thì bao giờ cũng có nhiều, chứ còn là ở quê mình thì bảo là bây giờ bảo mua đồ mà có sẵn thì không có. Anh em cứ bảo anh em lái xe nó đặt đồ phát là có ngay. Đồ thì cả khắp mọi nơi trên các tỉnh đều có điểm trung chuyển rồi nó sửa chữa hết. Đấy, hàng Đài Loan, hàng Trung Quốc bây giờ xe sang tràn ngập trong thị trường mình rất là nhiều. Nên mọi người không có ngại gì cái chiếc xe này nhé. Vios nhập Đài Loan rồi Antip nhập Đài Loan các thứ này đầy ra đấy, không ngại gì cả. Thì đây là một mẫu xe nhập Đài, thương hiệu của Tuvi. Tuvi kia gọi là chữ là MK đằng sau kia, chữ M và chữ K. Đấy. Xe đẹp, sơn xi căng bóng các bác nhé, mịn màng, đấy, zin hết, không đâm đụng va chạm gì. Đôi đèn nhìn trông rất là đẹp. Mẫu này nó là mẫu nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nó dạng như Mini Cooper mà giá rẻ. Rất là rẻ luôn, nó giống con Hago của Toyota nhưng mà nó hơi giống thôi. Nhưng mà nó rất là đẹp, nhìn form dáng nó rất đẹp. Về cái nó thật nói với các bác là với 120 mà số tự động lại còn gì? Nhập khẩu nữa. Máy số ngon, điều hòa mát, đề phát nổ ngay, chạy rầm, không đâm đụng va chạm gì, form dáng thì đẹp, sang trọng, lịch sự. Với cửa tiền rẻ như vậy thì anh em không thể mong đợi gì hơn rồi. Thì chiếc này thì bên em có bao rút hồ sơ gốc với mức giá là 120 triệu đồng nhé. Mùa dịch này thì anh em ở đâu thì anh em mang xe đến đấy. Mọi người cứ an tâm, bọn em vẫn có cách đi hết. Xe cộ thì bên em vẫn bán, hôm nay bán một chiếc, mỗi ngày một chiếc thôi, một hai chiếc gì đó. Hôm thì hai, hôm thì một. Ngày xưa những mà không dịch thì bọn em phải bán 6-7 chiếc. Mà xe đã giảm giá rất là nhiều rồi. Đặc biệt thì chiếc này 125 triệu em giảm giá không 120. Nói thật cái dòng này thì lãi vài triệu thôi, không được nhiều. Nên là bọn em cũng có cái giá bán của bọn em nhất định, lọc lá cho bà con được, bà con cứ an tâm. Chất lượng thì các bác sẽ chạy thử miễn phí. Rồi thì anh em đánh đến cho mình xem tận nơi. Đi được, lấy được thì mình đi. Đấy. Rất là an tâm nhé, dòng này đi an tâm luôn nha các bác nhé. Dòng xe nhập khẩu đi rất là an tâm luôn. Dòng này các bác về đi gia đình thì mỹ mãn. Đúng không? Tất nhiên nó không thể thông dụng bằng những cái dòng xe thông dụng được, nhưng mà nó giá nó rẻ. Nó rất là phù hợp để cho các anh em tự trải nghiệm một thời gian xong anh em bán. Không lỗ đáng bao nhiêu cả, chạm đáy của cái mức giá rồi. Chỉ 120 triệu thôi, đời 2010. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan về. Về form dáng đây, các bác nhìn cái đỏ đèn trước đèn sau nhìn trông rất là lạ mắt và đẹp. Lạ mắt luôn nhé, và cái lưới tản nhiệt của nó trông cảm giác rất là thương hiệu của BMW. Lưới tản nhiệt nó hình kia nhìn đẹp nhỉ. Đấy, nhìn đầu xe trông rất là nhỏ gọn và form dáng nó rất là yêu. Đấy, cửa tiền lại rẻ, số tự động nhé. Số tự động, động cơ 1.4 mà xăng chỉ rơi khuôn tầm 6 lít đến 7 lít thôi. Tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy. Rất là tiết kiệm nhiên liệu, 7-8 lít thôi. Nơi phố thì 8 lít, trong ngoài phố thì 6-7 lít thôi. Form dáng thì sơn xi còn nguyên nhé, máy zin này, máy zin luôn, chưa hề có làm máy. Đấy, từ 2010 bây giờ mới được 10 năm, con xe bây giờ có hơn 100 triệu mà số tự động. Nói thật cái dòng này mà Kia Morning các thứ thì nó phải tầm gần 200, đấy, gần gấp đôi. Nên giá này là cực kỳ chấp nhận được so với giá tiền. Giờ ngoại thất thì thế này rồi, chúng ta cùng khám phá nội thất đi. À, thì có trang bị phanh ABS ở ngoài thôi anh em nhé, và có lốp rất là mới, lốp Maxxin luôn. Lốp này là bằng lốp Kia Morning. Đây, anh em nhìn nội thất của nó này. Đấy. Có trang bị một túi khí này và ghế bọc da trần nỉ nguyên bản. Dòng này thì không có chạy dịch vụ anh em nhé. Ghế da này da xịn theo xe này, vẫn còn thương hiệu thêu ở đây này. Đấy, xịn theo xe nhé, chưa hề thay thế bất cứ cái gì cả. Đây, anh em nhìn vô lăng củ số của nó còn nguyên này, rất là đẹp.
cửa tiền này thì không thể chê đâu được. Gương kính chỉnh điện 4 cánh. Đấy, keo chỉ cánh cửa nguyên zin, không hề đâm va gì. Đó. Đèn này, đèn trước, đèn sau rồi xi nhan rồi thì gạt mưa rồi thì đấy, nỉ chân này. Đây anh em nhìn này, ốc này chưa mở phát nào nhé, zin hết. Cánh cửa đây, đâm đụng thì nó tháo ra nó sơn là bình thường, nhưng đây vẫn nguyên. Chưa hề có tháo nắp gì. Đây, anh em nhìn này. Đây, nó là thiết kế nhỏ gọn thì nó sẽ nhỏ hơn những dòng xe khác một chút. Đấy, nên giá rất là êm, rẻ, phù hợp cho các bác. Keo chỉ này không mất phần nào nhé. Cam kết bằng văn bản cho bà con nếu đâm đụng tặng xe ngay. Đấy, xe đây đẹp luôn. Chị em phụ nữ mà có con xe này mà đi làm, đi công trường, đi công trình, anh em nào có việc đi công trường, đi công trình nhỉ? Rồi anh em là đi gì nhỉ? Đi chợ rồi chở con đi học. Đây, cốp của nó đây anh em bác nhìn này. Đấy, cốp thì nó không mở cả mà nó chỉ mở cái kính bên trên này thôi. Đây anh em nhìn thấy chưa? Rất là nhỏ gọn. Đấy. Zin dung rất là đẹp, không hề có đâm đụng va chạm gì. Đây, nốt dự phòng của nó rất là to, giống cái lốp của Kia Morning. À, cỡ lốp 165, 65R14 đúng của Kia Morning luôn. Đấy, nhỏ gọn, đẹp. Sạch sẽ từ sơn đến máy gầm. Đẹp luôn. Đấy, chắc lịch. Không đâm đụng va chạm gì. Keo chỉ thì zin. Đây. Cánh cửa mở ra mở vào rất là êm. Không có méo mó hay nào mà mất zin, đâm đụng va chạm gì cả. Đấy, cái cửa tiền rẻ như này thì thực sự là em nghĩ là cũng chẳng chê được cái điểm gì luôn. Từ nội thất đến máy gầm đều ngon rồi. Mà có 120 triệu. Có hai túi khí nhá, đầy đủ luôn. Đây keo chỉ như vậy không mất phần nào các bác nhé. Em soi rất là kỹ, các bác đến xem mà mất phần nào tặng xe ngay. Đâm đụng mất ngay các bác nhé. Đây là zin hết này, ốc này zin này, chưa mở này. Đấy, tay cửa thì tay các thứ là rất là đẹp, sạch sẽ. Đây có một túi khí bên này, bên một cái ở vô lăng là hai. Đấy, giờ chúng ta cùng để lổ máy chiếc xe này lên, xem tình trạng của xe cộ như nào nhé. Đây. Xe đi 8.6 thôi nha. Đấy. Máy lổ êm. Điều hòa mát, nội thất đẹp, sơn xi thân vỏ thì không đâm đụng va chạm. Động cơ 1.4 nhé. Thử bật điều hòa phát xem tình hình sao. Đấy, mát luôn anh em ạ. Đấy. Điều hòa là mát mát ngay, AC đây. Nó cũng chẳng khác gì những cái kia cả, máy xe khác cả. Đấy. Nút này là nút gì? À, power nguồn đây, xem màn hình không? Màn hình căn nùi đầy đủ không? Đấy. Màn hình cam nùi thì không hiển thị, nhưng cái cam nùi thì không đáng bao tiền cả anh em nhé. Đấy, có đầu đĩa này. Đấy, đầu đĩa rồi thì bluetooth đầy đủ hết nhé, rồi có cả lỗ cắm thẻ nhớ này, USB. Đấy, không hề thiếu gì cả. Chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ nữa. Đấy, sẽ kết thúc cái video này. Bà con có bác anh chị nào mà quan tâm đến chiếc xe này, hãy alo cho Khả Năng Ô Tô. Chiếc này thì 120 triệu thực sự là nó rất là phù hợp để cho anh chị em tập lái, tránh mưa, tránh nắng, rồi công việc, rồi chở con cái đi học. Đấy, âm thanh này. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ nhé. Và đây là phần khoang máy động cơ của chiếc xe này. Chúng ta cùng nhìn thấy này. Đầu răng sắt xi nào không nguyên zin nhé. Không hề đâm đụng gì. Đây này. Cái này nhìn rất là dễ thôi. Đâm đụng va chạm là các bác sẽ tự động biết được hết. Nhìn nó khác thường ngay. Đấy, ốc ngủ cũng nguyên này. Keo chỉ cabo nguyên zin luôn. Anh em nhìn này. Vòng quanh xe như vậy có cái keo chỉ nào thì còn zin hết. Đây phần máy 1.4 thì với cái xe nhỏ như này mà nó trang bị một máy 1.4 nên máy của nó rất là bốc khỏe. To hơn với dòng khác. Đấy. Máy thì DUSC này là dòng máy của gì nhỉ? Dòng máy cùng thương hiệu với hãng của Kia Forte, Kia Cerato anh em nhé. Đấy. Nên là độ bền của nó rất là cao. Nó kiểu cùng hãng thôi chứ không phải là giống nhau nha các bác nhé. 1.4 này em nghĩ có khi nó giống chiếc Kia Cerato với Kia Rio cũ đấy. Đây là độ máy bền thì không phải no về chất lượng máy. Máy hiện tại lổ rất là êm, không hề rung giật gì. Có mà hơi một tiếng xít xít của cái kêu của loa thôi, nó không kêu, không đâm ba gì. Đấy. Nổ rất là ngon. Quan trọng là máy nó chất,
máy chất chạy êm, không rung giật gì. Đấy, đi lại bình thường. Bốn lốp tương đối mới. Đăng kiểm tháng 5 năm 2022, rất là dài rồi. Đời 2010 nhập khẩu từ Đài Loan. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng Ô Tô. Xin chào mọi người trong những clip tiếp theo.